Vòng loại nội dung súng ngắn hơi 10m nam có 36 xạ thủ tham dự và mỗi xạ thủ sẽ bắn 6 loạt mỗi loạt 10 viên. Hoàng Xuân Vinh nhập cuộc không tốt khi anh chỉ giành 94 điểm ở loạt bắn đầu tiên. Tiếp đó, anh lần lượt giành được 98 và 97 điểm ở loạt bắn thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, ở loạt thứ tư và thứ năm, xạ thủ 47 tuổi người Việt Nam không còn duy trì được phong độ tốt và chỉ giành được 94 và 93 điểm. Nhưng nỗ lực ở loạt bắn cuối cùng với 97 điểm cũng chỉ giúp Hoàng Xuân Vinh giành được tổng số 273 điểm, xếp thứ 22 trên 36 và dừng bước tại vòng loại. Thất bại của nhà đương kim vô địch Olympic nội dung súng ngắn hơi 10m được chính anh lý giải là do căng cứng tâm lý, đặc biệt kể từ loạt bắn thứ tư. Điều này cũng thể hiện rõ qua kết quả không thực sự như ý muốn trong hai loạt thứ tư và thứ năm, khép lại hy vọng góp mặt tại chung kết. Chia sẻ của Hoàng Xuân Vinh cũng chính là những gì huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung từng lo lắng. Áp lực tâm lý là rào cản lớn nhất đối với xạ thủ 47 tuổi. Dù trong tập luyện, anh thường xuyên đạt được thành tích từ 580 đến 582 điểm. Tại vòng loại nội dung súng ngắn hơi 10m nam Olympic Tokyo cũng ghi nhận hàng loạt bất ngờ. Xạ thủ Philip Almeida người Brazil từng giành tầm huy chương bạc tại Rio cách đây 5 năm cũng dừng bước ở vòng loại với 566 điểm. Trong khi đó, Jin Jong-ho, người được coi là huyền thoại của bắn súng Hàn Quốc, hiện đang nắm giữ kỷ lục thế giới 591 điểm ở bài bắn vòng loại, cũng dừng bước với 576 điểm. Trong top 3 xạ thủ từng giành huy chương tại Olympic Rio, chỉ có duy nhất Pang Wei của Trung Quốc giành quyền vào chung kết ở cuộc thi đấu này với 578 điểm và sau đó giành huy chương đồng với 217,6 điểm ở bài bắn chung kết. Xạ thủ giành huy chương vàng là Java Foruzi của Iran với 244,8 điểm. Người giành huy chương bạc là Damir Mikic với 237,9 điểm. Đáng chú ý, trong cuộc thi đấu năm nay, bài bắn chung kết thi đấu 24 viên và xạ thủ người Iran vượt qua kỷ lục cũ của Hoàng Xuân Vinh, thiết lập kỷ lục mới của đại hội với 244,8 điểm. Như vậy, Hoàng Xuân Vinh đã chính thức nói lời chia tay với Olympic Tokyo bởi anh chỉ góp mặt thi đấu duy nhất ở một nội dung là súng ngắn hơi 10m nam. Đây thực sự là điều đáng tiếc với đoàn thể thao Việt Nam, nhưng kết quả cuộc thi cho thấy sự cạnh tranh tại Olympic ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn và để giành được thành tích cao, ngoài năng lực chuyên môn, còn đòi hỏi có bản lĩnh trong thi đấu. Phần thi đấu của Hoàng Xuân Vinh đem tới rất nhiều bài học hữu ích cho các tuyển thủ của thể thao Việt Nam trong các cuộc thi đấu tiếp theo ở thế vận hội những ngày tới đây.